cái loại chim này nó cắn ăn. Cá đói. To nhỉ. Nó hay cắn. Ok. Đây. Bắt mấy con ốc. Cái loại này nó cắn nhà không? Đâu rồi? Cho nó to này, chịu cảnh thì nó mới to này. Nhưng mà nó động lão. Kệ nó, cầu cho tao thả. Tao thả. Chột chạy được. Dối hết bây giờ này. Dối thế nào? Cái trôi thì béo hết như nhau. Đây là chúng ta trước kia. Thôi nhấc lên. Đéo cần cám thì xem cái trôi. Lắc kín lưỡi vào. Đấy. Bỏ hết rồi. Thế. To à, khu run lại run lên tin này thì mà chỉ có cá con cắn. À lên đây này, cuốc đầy. Có. Anh lại đi cuốc đi. Làm mấy con run to. Làm mấy con run phỏng to đi. Cái này cá bé nó gì đó thì mới câu được cá to. Cuốc nhìn nó lại nào. Đó, cho thầy định như cuốc run. Anh định nó ao không thả gì mà nó mới thả hả? Đẻ vào qua cả cái trôi. Ờ, câu cá trôi thằng. Run làm câu cá trôi chắc hơi bị chuẩn. Cái cá tìm phá lõng như này thì cũng câu rồi. Còn có gì to? Quần. Con. Quần. To đấy. Con này to. To đi. Này cho nó to này, chịu cảnh thì nó mới to này. Nhưng mà nó động lão. Kệ nó, cầu cho tao thả. Tao thả. Chột chạy được. Dối hết bây giờ này. Dối thế nào? Cái trôi thì béo hết như nhau. Đây là chúng ta trước kia. Thôi nhấc lên. Đéo cần cám. Đéo cần cám thì xem cái trôi. Lắc kín lưỡi vào.